Ngày hôm nay thì Hùng đang có một chuyến đi khảo sát thị trường cùng với công ty New City. Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỹ Đất Hùng. Ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với chị về một cơ hội đầu tư nằm cách thành phố Nha Trang chỉ 15 phút di chuyển theo hướng Tây. Thì ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với anh chị một cơ hội đầu tư nhân 2, nhân 3 dòng tiền cho anh chị. Và anh chị hãy đón chờ xem tiếp theo những cái video Hùng sẽ cập nhật về cái hạ tầng dành cho anh chị. Xin chào tất cả anh chị.